Trước mặt quý vị là cái đường ra cửa biển, có cái cầu bắt cặp máy biển luôn đó cả nhà. Bà con đi dự lễ hội rất đông luôn. Này, trước mặt quý vị là cái cầu vượt ngang cửa biển. Thì cái con sông này trổ ra biển. Quá đẹp luôn cả nhà. Thì cái cầu này đi thẳng lên trên trên kia là đình của Quan Thượng Đẳng Đại Thần Anh Hùng Nguyễn Trung Trực. Ra đó mình đi lên là đụng cái đình của ông Nguyễn Trung Trực. Hôm nay mình đi với bà xã mình. Xe chạy nộp luôn. Mình ra tới chỗ cây cầu vượt sông cái này. Đường này đi xuống Gạch Sỏi. Cây cầu ở trên đó đó, chờ cầu ở trên đó, chỗ đình của cụ Nguyễn Trung Trực. Cái này thì cái đường ngoài đó thì ra biển. Quá xe chạy qua lộ không được luôn. Tàu lớn đâu có vô được, đâu có cho tàu lớn vô đâu. Đó ra máy biển luôn. Biển mênh mông. Mấy cái hòn ngoài nhìn thấy mờ. Ở trên kia có bên tàu Phú Quốc á. Rồi đi. Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đây là cái cống ngập mặn, cái đường đi vô chỗ ngay đang bến phà Phú Quốc. Phía bên đó là đình của cụ Nguyễn Trung Trực. Thì chỗ này người ta có xây cái bờ kè ra bắt cái cầu qua ngay đình luôn đó cả nhà. Làm cái eo có cái cầu sắt qua ngay đình luôn. Mấy chiếc tàu cao tốc quá đẹp luôn.
Có chiếc tàu đang chạy tốt ra ngoài. Cố lên vô không? Vô. Bà con đi hành hương ngày lễ hội của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực lần thứ 154. Nào tàu có tóc đi chắc im im lắm. Hồi nào giờ mình chưa có đi. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Hoa sen nở giữa dòng sông. Kia có lô tô, ta kêu đăng ký lô tô. Mình ra tới bến tàu Phú Quốc các anh. Tàu đẹp đẹp, có mấy tàu đỏ quá đẹp. Chắc bề ngang lớn lắm, bề dài nó cục. Còn chiếc tàu trắng đó, bề dài nó dài. Đây chiếc tàu cao tốc màu đỏ, ồ bề ngang lớn ghê luôn cả nhà. Chiếc này bên Phú Quốc mới về, đang xuống khách cho các bạn. Đây qua Phú Quốc nó chạy chắc mấy tiếng hồ. Chạy bộ im lắm hay sao á, xe nó dừng nó không tọt luôn á, dừng xe không ngã luôn. Cái này mình đi Phú Quốc mình mua vé trước hay là mình đặt vé, hay là mình tới đây mình mua rồi đi luôn không biết. Chiếc tàu quá lớn cả nhà, ở xa mình nhìn tưởng nhỏ mà quá lớn luôn. Lớn, tàu lớn kinh khủng. Nghe người ta đi người ta nói nó chạy ghê lắm. Bay trên mặt nước. Nào giờ mình không có đi mình không biết. Quá đẹp, tàu quá đẹp. Tàu đẹp ghê ha em. Hớp ít lớn luôn. Đây là trước đầu tàu, cả nhà này ngộ quá. Trước cái đầu tàu nó làm eo eo đẹp ghê. Xe là đậu ở sau với đậu ở trước. Chiếc này chiếc tàu
tàu cao tốc nhỏ nó ra Hòn Tre nè, Hòn Tre gần bên. Nhóc tàu cao tốc nhỏ nhóc hết trơn. Đi Hòn Tre. Tàu lớn đi Phú Quốc. Chiếc tàu bển với tàu này nhìn nó chung màu cho nó khác kiểu. Tàu bển khác kiểu tàu bển đây. Nó, cái mũi ở trên nó khác. Ở xa nhìn tưởng nhỏ hồi hết thế lớn. Một chiếc tàu mà nó dài dài đắng chắc nó dài dữ lắm luôn. Mấy chiếc tàu này mình thấy ở xa mình thấy nó cục ngúng mà lại gần dài ghê luôn. Còn chiếc tàu trắng. Tàu trắng nó thấy ở xa mà thấy nó dài đó, lại gần nó dài cỡ nào nó dài biết mấy chục thước. Chiếc tàu này có 20 thước, hơn 20 thước. Còn chiếc tàu trắng nó gấp đôi chiếc tàu này luôn. Ở đây là đô thị Tây Bắc. Ra khu lấn biển. Này nó chạy chắc mình lên mua chắc im lắm. Lên mua nhìn im lắm. Xe anh ta đem xuống nè, qua bến ta chạy á. Chiếc xe cũng mấy trăm ngàn á. Mà tiền vé chắc cũng mấy trăm. Đi hai người chiếc xe chắc cũng có 1 triệu bạc tiền vé. Vô cả nhà ơi, xem cho biết thôi. Cầu cảng số 2. Bên kia là cầu cảng số 1. Này ở đâu bán vé mình không biết. Đất liền và biển đảo Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, Hòn Nghệ, Côn Đảo, Phú Quốc. Gần tới đình Ông Nguyễn rồi cả nhà. Đây là cái cầu sắt mới nãy. Nãy mình quay ở ngoài cái cầu cống quay vô nè. Bên khu nó bán đồ đông một cái đấy. Bán quá đẹp. Mấy cái đèn ở dưới đó là đèn năng lượng đó cả nhà. À, cây cầu đó thấy 5 cửa, 5 cửa cống. Ra đây. Tới thì nó có rồi nước ngoài nữa, qua bên chưa vui nè. Đầu kia tới. Quá đông bà con luôn. Đang xèo. Rồi nắp chụp, nắp chụp. Đó, cái tay lại chân châu. Đó, bắp ra bắp trừ vô. Đó, bà ba là bốn luôn cái gì, 50 ngàn. Lẫn dài 50. Rồi dài cho 50, rồi lỡ với 50 ngàn mấy chị. Ở đây là chỗ cái trại dân võng cho bà con khách hành hương người ta đi lễ đó, người ta nằm đang nghỉ đó cả nhà. Thì bề ngang như vậy là dân được 4 cái võng, chiều dài thì chắc nhiều lắm cả nhà, chiều dài cả 100 mét lận. Vì cái trại này là
Văn Lan, quỹ từ thiện Thiện Tâm thành phố Châu Đốc thành lập theo quyết định số 452 QĐ Ủy ban nhân dân do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký ngày 20 tháng 3 năm 2012, phục vụ 1.350 cái giỏng và nước uống miễn phí, không nhận sự trợ giúp bên ngoài. Nhà tài trợ gia đình ông Huỳnh Văn Lan và các con Huỳnh Kim Sơn, Huỳnh Kim Hải, Huỳnh Thị Kim Liên là quỹ từ thiện Thiện Tâm ở thành phố Châu Đốc đó cả nhà. Thì phục vụ cho những cái buổi lễ, các lễ luôn, tất cả lễ ở đâu thì quỹ từ thiện Văn Lan này cũng đi dâng giỏng cho bà con nằm nghỉ vậy đó, là phục vụ 1.350 cái giỏng cho bà con nằm nghỉ. Bây giờ bà con nằm cứng ngắc, chật cứng ở chân luôn. Bề ngang 4 cái, chạy dài này giáp cái con lộn này luôn. Nước uống miễn phí luôn cả nhà. Bánh mì, nước suối miễn phí. Đi lễ này thấy bà con làm từ thiện thấy ham luôn. Này nè, toàn là giỏng không cả nhà. 1.350 cái giỏng. Ồ, chiều dài hơn 100 mét luôn. Quá xa luôn. Chỉ còn 59.000 đồng một cái. To cũng 59.000 đồng. Bé cũng 59.000 đồng. Bự cũng 59.000 đồng. Nhỏ cũng 59.000 đồng. Tất cả đồng giá 59.000 đồng một cái. Quẹo lựa của bác ơi. Không những bà con nằm không còn cái giỏng trống luôn đó nha. Ba cái 50k. Nằm công nhận không còn cái giỏng luôn. Công nhận không còn giống trống luôn. Dài cả trăm mét. 1.350 cái giống. Cứng ngắt hết luôn. Chùi ghê. Đây tối nay đang ngủ ở giống không nè. Tối nay đang ngủ giống không. Này ở bên đây cũng 4 hàng giống nữa cả nhà. Phía bên đây là đội từ thiện khác, bên đây khác bên kia, bên đây cái dàn sắt nó im hơn bên kia, bên đây sắt vuông hơn. Bên đây có 3 hàng giỏng nhưng mà chạy dài cũng cả trăm mét nha. Trong đây đãi cơm miễn phí, đãi nước uống. Cà phê sân vườn Ánh Lộc, Lạc Hồng, Tiến Tránh, Gạch Giá, Kiên Giang kỷ niệm ngày giỗ ông Nguyễn năm ngày 26 tháng 8 lịch. Đây là bên đội từ thiện cà phê sân vườn Ánh Lộc. Cơm chay tự chọn miễn phí. Đi vô chỗ cơm chay từ thiện nè. Cơm chay tự chọn. Người ta cứng nhắc hết trơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chỗ phát cơm, chỗ phát bún, bên đây bún nè, bún vô hộp, bên đây thì cơm, cơm này lấy dây cơm mà tự đi lấy đồ ăn. Bà con tự đi lấy đồ ăn. Ở trên này là trên chỗ đền ông Nguyễn cả nhà. Rồi chỗ này là phía sau lưng đền ông Nguyễn. Quá đông vui luôn, bà con quá đông luôn. Chỗ này là bà con tới tiếp lặt gọt rau củ quả với nấu đồ đặng đãi cơm trong ngày lễ của ông Nguyễn. Ôi ôi, cái chảo khổng lồ luôn, cái lò bằng sắt đó, thấy cái chảo kìa, là chiên mít, mít chiên nè cả nhà. Ôi ngon kìa, mít chiên. Mình biết bao nhiêu là mít. Đó, thấy cái chảo khổng lồ luôn. Cù neo, người ta nấu nước cù neo, ta luộc cù neo. Bà con làm được thiện quá đông luôn. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Mỹ Thuận, phục vụ nước giải khát miễn phí. Ở đây cũng có ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, phục vụ nước giải khát miễn phí ở đây nè. Bên đây củ quả trong này nữa nè, quá nhiều luôn. Cái này là mình đứng phía sau đình ông Nguyễn. Đây là chợ cơm số 2 của chị Lan. Quá đông bà con làm từ thiện luôn. Mọi người gọt mít, người gọt hủ qua, người gọt cải, bầu rau muống, cà, đồ các loại, các kiểu luôn đó nha. Đồ ăn các loại, các kiểu luôn. Nước đá rồi thì xay nước đá rồi phát nước uống miễn phí cho bà con nữa. Chỗ này là bà phát nước uống đó cả nhà. Thank you.
quá đông người ở nhà đi chen quán với nhau cứng ngắc hết trơn luôn. Ở đây nhờ lực lượng công an theo dõi trật tự rất đông luôn. Nhờ lực lượng công an đi từng rất đông luôn cho nên những kẻ xấu cũng ít có lợi dụng dịp này dịp đồ rồi bà con. Công an trực tiếp 24/24 luôn. Ở phía trong này thì bà con lặt ra muống. Ồ, cô biết bao nhiêu ra muống. Ở trong này cũng có phát bún nữa cả nhà. Bún riêu á. Bún riêu chai. Ở trong vòng đình này là tối kiếm chỗ ngủ là không có luôn đó cả nhà. Thức sáng đêm luôn. Ngủ đứng ngủ ngồi luôn. Biết bao nhiêu là rau muống, dưa leo, bí đao, rau củ quả các loại luôn. Này, trong đây thì gọt củ cải. Một đống rào củ quả, khoai lang, các loại luôn. Bà con vừa ngồi làm rồi người ta đem bún tới ngồi tại đó ăn luôn. Ăn xong tô bún rồi làm tiếp. Ê, chỗ này bà con phát bún riêu chay. Thơm quá, bún riêu chay thơm quá, thơm luôn. Làm kiểu như là bún cá vậy đó cả nhà. Tô bún này rất ngon luôn. Tô bún quá thơm. Quá thơm luôn. Ngon. Thank you.
Ở đây ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Thuận phục vụ nước giải khát miễn phí cho bà con trong ngày lễ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực các anh ạ. Ở đây có phát cà phê nè, bún nè, rồi nước suối, nước miễn phí cho bà con luôn. Quá đông luôn rồi, đi chen kinh khủng, người ta đông luôn. Thôi đi vô mày em ơi, quá đông luôn rồi. Đây cà phê miễn phí nha. Đi ra đường này luôn nè em. Xả với cà với cải mất thế độ. Đây là những mâm cơm từ thiện trong ngày lễ ông Nguyễn. Thank you.
năm cái 100.000, năm cái đăng luôn chị em ơi. Số là đây là điểm cấp thuốc, nước uống miễn phí. Cấp thuốc, thuốc miễn phí. Ai đau bụng nhức đầu nhức mình gì hết chóng mặt lại đây xin. Nước hột é, nước suối, nước ngọt, trà đường, cà phê, sữa đậu nành, đủ thứ. Cái này là sâm. Nước này nước gì? Dạ, rau má. Cho xin một ly rau má. Rồi, cảm ơn. Nước rau má cả nhà ơi, ngon quá. Bên đây thì nước suối ướp lạnh. Nước suối. Để chị lấy cho nước uống gì ai. Ở đây cấp nước miễn phí luôn cả nhà, phát tận tay cho bà con luôn. Khu di tích lịch sử văn hóa mộ gia đình Nguyễn Trung Trực. Trại cơm số 3 có Tài Thiên luôn. Tài Thiên cho kẹo. Bán Tài Thiên bán kẹo chứ không phải là cho kẹo. Bán kẹo một cây 10.000. Từ hồi sáng tới bây giờ mình mới đi được vô tới đình ông Nguyễn nè cả nhà. Lễ hội truyền thống tưởng niệm 154 năm, năm 1868 đến năm 2022, anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 tháng 8 năm Nhâm Dần. Thank you.
sau sắp qua sông. Cầu này để chỉ đi bộ thôi chứ không có chạy xe được ngay cả nhà. Tại bên hai bên cầu là bậc thang. Phía bên đây là hội chợ thương mại tổng hợp năm 2022, phục vụ lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Bà con vào cổng tự do. Biết bao nhiêu đồ đạc trên nhà, bán đủ loại các kiểu luôn. Bán biết bao nhiêu quần áo. Quần áo vải sò bán biết bao nhiêu. Đi qua phía bờ bên sông ngang đình ông Nguyễn á cả nhà. Chỗ hội chợ á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.